Vào hôm 9 tháng 11 năm 2023 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã công bố điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 2.00679 đồng trên kWh, chưa bao gồm VAT. Mức điều chỉnh này của EVN tương đương mức tăng 4,5% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Đến hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2023, VinFast đã đưa ra thông báo điều chỉnh chi phí sạc xe điện tại các trạm sạc công cộng của mình. Theo đó, VinFast quyết định điều chỉnh chi phí sạc xe điện tại các trạm sạc công cộng từ 3.1174 đồng trên kWh thành 3.355 đồng trên kWh, đã bao gồm VAT, tương đương với mức tăng của giá điện bán lẻ bình quân. Mức giá này được áp dụng kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 cho đến khi có thông báo mới. Đơn giá sẽ thay đổi theo giá thị trường khi có công bố từ Bộ Công Thương. Như vậy, chi phí sạc xe điện VinFast tại các trạm sạc công cộng tăng 237,6 đồng trên kWh. Đây là lần điều chỉnh chi phí sạc xe điện tại các trạm sạc công cộng VinFast thứ hai trong năm 2023. Lần đầu chỉnh thứ nhất được công bố vào hồi tháng 6 năm nay. Vào thời điểm đó, chi phí sạc xe điện tại các trạm sạc công cộng VinFast tăng từ 3.1174 đồng trên kWh lên 3.2109 đồng trên kWh, đã bao gồm VAT, tương đương mức tăng 93,5 đồng trên kWh. Hiện nay, VinFast đã quy hoạch phát triển hệ thống trạm sạc với hơn 150.000 cổng sạc trên khắp 63 tỉnh, thành tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, VinFast đã triển khai hạ tầng trạm sạc tại 106 tuyến quốc lộ và cao tốc, đa dạng loại công suất từ sạc thường đến siêu nhanh, nhằm hỗ trợ người dùng có nhu cầu di chuyển đường dài. Tại khu vực thành phố và các trung tâm, người dùng có thể tìm trạm sạc công cộng tại các bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, chung cư, tòa nhà văn phòng. Khoảng cách di chuyển giữa hai trạm sạc tại 80 thành phố trên toàn quốc không quá 3,5 km, giúp người dùng thuận tiện hơn khi sử dụng ô tô điện. Vào hồi đầu tháng 11 năm 2023, VinFast cũng đã công bố chính sách giá bán và thuê pin các dòng ô tô điện của mình ở thị trường Việt Nam. Cụ thể, VinFast chỉ áp dụng hai mức giá thuê pin cố định, gia tăng quãng đường giới hạn, đồng thời bỏ phương thức tính phí theo số km phụ trội. Với dòng xe VinFast VF5 Plus, giá thuê pin sẽ là 1,6 triệu đồng cho quãng đường dưới 3.000 km trên tháng và 2,7 triệu đồng với quãng đường trên 3.000 km trên tháng. Hai con số tương ứng với dòng xe điện VinFast VF6 là 1,8 triệu đồng và 3 triệu đồng. Trong khi đó, với dòng xe điện VinFast VFE34, chi phí thuê pin sẽ là 2,1 triệu đồng với quãng đường dưới 3.000 km trên tháng và 3,5 triệu đồng với quãng đường trên 3.000 km trên tháng. Tiếp đến là VinFast VF8 với chi phí thuê pin 2,9 triệu đồng nếu người dùng đi dưới 3.000 km trên tháng và 4,8 triệu đồng nếu đi hơn 3.000 km trên tháng. Cuối cùng là VinFast VF9 với chi phí thuê pin 4,5 triệu đồng với quãng đường dưới 3.000 km trên tháng và 6,9 triệu đồng với quãng đường trên 3.000 km trên tháng. Ngoài ra, khách hàng mua ô tô điện VinFast không kèm pin còn phải trả thêm phí cọc thuê pin. Phí cọc thuê pin với VinFast VF5 Plus là 15 triệu đồng, với VF6 là 30 triệu đồng, với VFE34 là 35 triệu đồng, với VF8 là 50 triệu đồng và với VF9 là 70 triệu đồng. Chính sách mới của VinFast sẽ chỉ áp dụng cho các khách hàng đặt cọc hoặc mua xe từ ngày 1 tháng 11 năm 2023. Khách hàng đang sử dụng gói thuê pin cũ sẽ tiếp tục được giữ nguyên mức giá thuê pin cũ, không bị thay đổi theo chính sách mới. Bên cạnh đó, khách hàng đang sử dụng gói thuê pin cũ và có nhu cầu chuyển sang gói thuê pin mới, sẽ không mất thêm chi phí chuyển đổi.